Tử vi tuổi Bính Tý 1996 tháng 11 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý anh chị thân mến, năm 2020 là một năm khá vất vả với người tuổi Tý nói chung và người Bính Tý nói riêng, sinh năm 1996. Từ đầu năm đến giờ đã rất vất vả, bước sang tháng 11 âm lịch, bản mệnh cũng chưa thoát khỏi hết những khó khăn, xui xẻo, khiến bản mệnh thấy bất công và chán nản. Tuy nhiên, chuyện gì cũng có thể thay đổi nếu biết trước vận trình cũng như tránh được những tai ương. Vậy thì vận trình cát hung nạp vận chi tiết của những gia chủ tuổi Bính Tý vào tháng 11 âm lịch sắp tới sẽ như thế nào? Cách hóa giải biến hung thành cát ra sao? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi lời khuyên của các chuyên gia phong thủy ngay trong chương trình ngày hôm nay. Tổng quan tử vi tháng 11 âm lịch năm 2020. Tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 và kết thúc vào ngày 29 tháng 11, tức ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Mậu Tý. Tháng Mậu Tý có thiên can là Mậu Âm Thổ khắc địa chi Tý Dương Thủy, tức chi khắc can, thủy, thổ là ngày cát trung bình, chế nhật. Nạp âm là Phích Lịch Hỏa, tháng thuộc hành Mộc khắc hành Thổ. Tháng Tý lục hợp sửu, tam hợp thìn và thân thành thủy cục. Xung ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu, tuyệt tỵ. Đối với người tuổi Bính Tý trong tháng 11 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 3 tháng 11, tức ngày 17 tháng 12 dương lịch, có nạp sát là Giáp Ngọ. Thứ hai là ngày âm lịch 15 tháng 11, tức ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Mậu Ngọ. Tiếp theo là ngày âm lịch 27 tháng 11, tức ngày 29 tháng 12 dương lịch, có nạp sát là Bính Ngọ. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Các ngày tốt đối với người tuổi Bính Tý trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 10 tháng 11, tức 24 tháng 12 dương lịch, sẽ có nạp sát là Tân Sửu. Thứ hai là ngày âm lịch 22 tháng 11 năm 2020, tức ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Quý Sửu. Đây là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Tổng quan tử vi tuổi Bính Tý trong tháng 11 âm lịch. Xem tử vi tháng 11 của tuổi Bính Tý, sự nghiệp của bản mệnh trong tháng này phát triển khá ổn định. Dù có một vài chuyện rắc rối xảy ra, bản mệnh đã có được những cơ hội hiếm có để khẳng định lại năng lực của mình và từ đó có thể giành được những thành tích đáng nể. Tý Dương Thủy gặp Mậu Dương Thổ nên gọi là thất sát, thiên quan. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Bính Tý nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết những vấn đề khiến mọi chuyện tốt đẹp và yên bình hơn. Sự nghiệp, theo tử vi tháng 11 âm lịch, sự nghiệp của tuổi Bính Tý nhìn chung trong hung có cát,
bản mệnh dễ gặp được quý nhân, nhờ thế mà mọi sự liên quan đến công việc đều khá thuận lợi, suôn sẻ. Tháng 11 âm lịch được dự báo là quãng thời gian thuận lợi nhất trong năm, trên mọi phương diện với những người tuổi Bính Tý. Việc làm ăn, kinh doanh của những người tuổi Bính Tý trong tháng này cũng rất hanh thông, có cơ hội gặp được quý nhân và được họ giúp đỡ nhiệt tình. Nhờ đó mà việc làm ăn tiến triển tốt, các mối quan hệ công việc và đồng nghiệp hài hòa gắn bó được cấp trên đánh giá cao. Ngoài ra, cũng theo tử vi học thì tháng 11 âm lịch là thời điểm không đẹp với những người tuổi Bính Tý, cần chú ý và thận trọng, kiểm soát cảm xúc, lời ăn tiếng nói, tránh để xảy ra mâu thuẫn xung đột sẽ gây ra hậu quả không hay. Thời gian này trong năm 2020 là thời gian lý tưởng để bạn học tập và phát triển tư duy ở mức độ cao hơn. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, giữ vững tâm lý để phấn đấu đạt được thành công, tăng cường sức khỏe, ổn định tinh thần, khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Ngoài ra, vật phẩm có thể kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tài lộc của tuổi Bính Tý trong tháng 11, chính tài kế thăm cho thấy vận may thay đổi theo chiều hướng tích cực, tiền bạc đang về với con giáp tuổi Bính Tý. Bản mệnh lại là người biết nắm bắt lợi thế của mình để phát triển việc kinh doanh, đầu tư. Cho nên hãy tập trung trong việc gia tăng tài sản, đừng lãng phí quá nhiều thời gian cho việc rong chơi. Tuy nhiên, trong tháng có đại hao hung tinh nhập mệnh, bản mệnh dường như đang kiếm tiền quá dễ dàng nên không mấy thận trọng công sức của mình. Bạn dễ dàng thỏa mãn bản thân bằng việc mua sắm những thứ mình thích, không quan tâm đến giá cả, càng chẳng cần biết mình có thực sự cần đến nó hay không. Trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Tuổi Bính Tý nếu không biết cân đong, đo đếm, tiết kiệm, đề phòng khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại ra đi. Có kiếm được nhiều hơn cũng dễ cháy túi. Bản mệnh nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, nhưng đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Ngoài ra, để may mắn thành công, các anh chị tuổi Bính Tý hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây cũng chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Tình duyên, theo tử vi 2020 tháng 11 âm lịch, chuyện tình cảm của những người tuổi Bính Tý khá ảm đạm. Bản mệnh đang dồn quá nhiều thời gian và tâm sức vào công việc. Dù bạn có muốn quan tâm đến gia đình thì có khi cũng lực bất tòng tâm. Quá mệt mỏi và áp lực khiến cho tuổi Bính Tý dễ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân. Đối với Bính Tý, nếu đã lập gia thất thì trong năm Canh Tý là một năm không được tốt. Tình cảm vợ chồng có sự mâu thuẫn, gia đạo bất hòa, có kẻ thứ ba xuất hiện trong quan hệ giữa bạn và người ấy. Bạn thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn đến thế xảy ra. Đối với tuổi Bính Tý độc thân thì đây là một năm tình duyên có sự cản trở, tình duyên có sự chia ly, không có hòa hợp. Đồng thời, bạn nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ, tâm tình với nửa kia của mình. Có thể bạn đang quá bận rộn với công việc, mất nhiều thời gian để giải quyết những khủng hoảng trước mắt mà quên mất rằng mình còn một nửa để yêu thương. Để may mắn hơn trong chuyện tình duyên cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, khố huyết long, thân, tí, thìn. Vật phẩm cũng là một pháp khí hộ thân, trang sức đeo tay, giúp chiêu cát lành, chiêu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải, thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát, sức khỏe. Trong tháng 11 âm lịch sắp tới, những người tuổi Bính Tý may mắn không gặp phải các bệnh quá nguy hiểm. Tuy nhiên, do phải suy nghĩ quá nhiều mà tinh thần mệt mỏi, sẽ bị đau đầu, mất tập trung. Ngoài ra, tử vi tháng này cho rằng tháng 11 âm lịch sẽ có một số việc ngoài ý muốn có thể xảy ra nếu người tuổi Bính Tý không cẩn thận. Đây là điềm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, bạn không được làm quá sức khiến khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Hơn nữa, khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng. Nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lại. Hơn nữa, người tuổi Bính Tý còn khá trẻ, thường bị cuốn vào công việc
tình yêu mà quên mất việc chăm sóc bản thân. Thời gian này, bạn nên có một chế độ nghỉ ngơi, ăn uống, luyện tập nghiêm túc với chính mình. Ngừng ngay suy nghĩ còn trẻ, còn khỏe, bỏ bê bản thân. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Bính Tý cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh phong thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận trình của tuổi Bính Tý trong tháng 11 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những chương trình lần sau.